Ban cứu trợ Trung ương quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt hai với tổng số tiền khoảng 45 tỷ đồng cho nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Cụ thể phân bổ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng, Quảng Nam 12 tỷ đồng, Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Quảng Bình 5 tỷ đồng, Quảng Trị 5 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng, Bình Định 2 tỷ đồng, Nghệ An 2 tỷ đồng, Phú Yên 1 tỷ đồng, Con Tum 1 tỷ đồng, Gia Lai 1 tỷ đồng. Từ khoản hỗ trợ này, các hộ gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng nhận 40 triệu đồng, 10 triệu đồng cho một căn nhà bị hư hỏng nặng. Mặt trận các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để giám sát phân bổ hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng tránh trùng lặp.